Gốm Nhật Toki xin chào anh chị nhá. Hôm nay thì em có về được rất là nhiều hàng, các mặt hàng em sưu tầm đã về rồi. Nói chung là mình vô cùng háo hức để có thể khui những cái cục hàng này, bởi vì đây là những mặt hàng mà mình phải nói là vô cùng tâm đắc để sưu tầm về. Ngoài mục đích thì sưu tầm đầu tiên thì chẳng hạn như anh chị nào có chung niềm đam mê sở thích và gốm sứ thì em cũng sẽ giao lưu lấy lộc nha cả nhà. Rất là nhiều mặt hàng luôn. Nói chung là mình sẽ sưu tầm từ từ các món mặt hàng. Ở đây có một cái sản phẩm gì này, khui từ từ nha cả nhà. Nói chung là các mặt hàng thì đều được em Toki tuyển chọn hết cả nhà, với cái niềm đam mê gốm sứ là chủ yếu. Đây, đam mê gốm và đặc biệt là gốm Nhật nhá. Ở đây em có ở đây em có một tô bách khoa này cả nhà. Đây, một tô bách khoa vô cùng đẹp luôn nha. Quá trời đẹp luôn. Bên trong bên ngoài có hết. Cái này để đây chín trưng lên thì rất là đẹp trên kệ này. Đây, một số cục hàng đây đi. Đĩa cái cai nha cả nhà, đĩa cái cai hai vòng vàng ở bên trong này, rất ấn tượng chất lượng luôn nha. Đây là chị que cái cai đĩa ba chân, hàng siêu VIP trưng bày cho anh chị mình luôn nha. Cái gì đấy nhỉ? Đây, tiếp theo nha, 1, 2, 3 món thì đi ha, mấy món nhỏ mấy món lớn. Đây là gì đây? Cái đường này khá lớn khôi luôn. Có một cái hộp gỗ nha. Cái này khui cho cả nhà xem luôn này. Oh. À, đây có cái bộ trà này cả nhà. Wow, bộ trà bách khoa nha cả nhà. Thì đây, đây là cái ấm này. Ui, dán ngấm cực chuẩn, cực VIP đây. Bộ trà bách khoa nha. Chung nữa này, chung có nắp luôn. Wow, phê. Một bộ sưu tầm rất là lâu nha cả nhà. Wow, có cơ hội sở hữu lâu lắm rồi mới cứ lại có những cái bộ trà bách khoa dáng chuẩn xinh như thế này cho anh chị mình. Em cũng sưu tầm khá là lâu, có rất là nhiều cục hàng luôn, để xem coi cục máy cục nào nha. Từ từ cũng bán cho cả nhà luôn này. Đây còn một thùng bự nữa, lát cô thùng bự này luôn. Ở đây có cái cục này, cái này để xem coi nè. Rất là nhiều mặt hàng nha, anh chị có thể theo dõi thứ nhất là Facebook gốm Nhật Toki này, thứ hai là số điện thoại Zalo nha. Cái này có cảm ơn gì này, số điện thoại Zalo nha, 0901112334 để em có thêm nhiều cái sản phẩm được giao lưu nha. Ui, đây còn một chiếc tô bách khoa nữa này. Wow, toàn món sưu tầm về thôi, hôm nay là đúng chuẩn hàng sưu tầm của em cho về rồi đấy cả nhà, VIP luôn. Đây những này. Nhiều hàng, lát nữa thì sẽ khui hết, cứ từ từ. Nói chung là để coi coi. Đây cũng là một bộ trà này, ui cái nắp. Wow, đây cũng là một cái bộ trà bách khoa nha cả nhà, hai bộ bách khoa luôn, hai bộ VIP luôn nha cả nhà. Đây là hai bộ bách khoa. Ngoài ra thì có một thùng hàng lớn nữa, khui luôn cho cả nhà đi. Đây chắc là mấy bình hoa bình bông nha. Đây để em lấy ra cho cả nhà mình nha. Rất là nhiều luôn sản phẩm bên này. Đây, trong đây cũng có bình, chắc là mấy cái lọ hoa này được đóng về nhiều quá. Đây đây, rồi khui cho cả nhà mình xem nhanh luôn mấy sản phẩm này nha, hàng siêu VIP đây. Trời ơi, ấn
ấn tượng chất lượng đấy cả nhà. Đây là một cặp bình bông nha. Để tí em chắc là phun thêm cục này đi để có một cặp bình bông này. Mấy cái mặt hàng này mình sưu tầm, mình đang chờ về, chờ quá trời lâu rồi mà bây giờ mới về đây. Đây nữa này, đấy đủ một cặp nha. Bên trong nữa này, uầy, đã chưa cả nhà. Cặp Satsuma nha. Phê luôn, phê như con tê tê luôn. Có gì nữa đây, rồi chờ em tí xíu khui nốt mấy cục này nha. Để có được những sản phẩm này thì phải nói là em là một cái nhà sưu tầm thì bỏ ra rất nhiều công sức để có thể sở hữu những sản phẩm này và giới thiệu giao lưu cho anh chị mình nha. Ô, đây có một em gọi là bách khoa Satsuma nổi này. Cái này phải gọi là hàng siêu hiếm luôn đấy cả nhà. Em chia sẻ thật tình là cái này là anh chị chưa thấy ở đâu có đâu. Em sở hữu được cái bình này là em tự tin nó là rất là hiếm, cực kỳ hiếm luôn. Ở đây còn có thêm bình hoa, bình bông nữa này. Đây, full nốt luôn nha cả nhà. Đây là cục hàng toàn hàng sưu tầm thôi. Mà ngoài ra thì có rất là nhiều hàng nữa. Chắc là mấy thùng nhỏ này thì là kiểu như là chén bát dĩa sưu tầm. Và mình cũng chưa lâu rồi nên là có gì thì lát mới full sau cho anh chị nha. Ở đây có gì nữa. Wow, rồi một cái bình bách khoa 2, cái lỗ tai đeo khuyên nha, em gọi như thế luôn đó. Cái này mình cũng chờ về lâu lắm rồi mà giờ mới nó mới về tới nhà mình đây. Đã cực vip luôn, chuẩn chỉ cho anh chị mình luôn nha. Đó, nay có mấy hàng sưu tầm đây này anh chị. Thôi hẹn gặp lại anh chị trên kênh gốm Nhật Toki nha. Em sẽ quay và up lên những clip mới nhất, những mặt hàng sưu tầm này giao lưu này, để em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Đây xếp lại luôn. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trên kênh gốm Nhật Toki. Anh chị có thể chơi giao lưu bằng hình thức thứ nhất là Facebook gốm Nhật Toki, thứ hai là số điện thoại Zalo nha, 0901112334 nha. Đấy, anh chị chắc cũng quá quen thuộc với lại phương thức liên lạc của em rồi. Một lần nữa thì gốm Nhật Toki xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những sản phẩm tiếp theo của gốm Nhật Toki.